Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Những bạn nào làm rồi ý, thì các bạn mở ra và các bạn đóng góp ý kiến ở trên này được chưa ạ? Những cái phần này là toàn bộ những cái phần ngữ pháp mà thầy đã dạy các bạn ở trên lớp rồi. Nên thành ra là các bạn ôn tập lại bằng cách là làm một số các bài tập nâng cao. Ở đây thì nói thật với các bạn là có một số các bài tập nâng cao. Được chưa ạ? Nhá, bạn nào biết thì cùng nhau đóng góp để trả lời. Được chưa? Còn bạn nào không biết thì các bạn có thể là theo dõi thêm để thầy giải thích thêm cho các bạn. Được chưa? Rồi chúng ta bắt đầu thôi các bạn nhá. Chúng ta bắt đầu này. Thầy sẽ hàng tuần thì thầy sẽ chữa cho các bạn một số các cái bài tập theo đúng chuyên đề mà thầy đã dạy ở trên lớp. Được chưa? Nên thành ra là trong trường hợp mà chữa bài như thế này mà các bạn thấy là có câu nào không hiểu thì các bạn phải hỏi luôn. Hoặc là các bạn cần phải xem lại phần ngữ pháp. Chúng ta sẽ rất là nắm chắc được những cái bài tập này. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nhá. Mời các bạn nào, chúng ta sẽ bắt đầu với bài đầu tiên. Bài đầu tiên là một bài rất là cơ bản thôi. Đó là các bạn chuyển đổi một số các danh từ sau sang dạng số nhiều. Thực chất thì các bạn chỉ cần nắm được cái quy tắc đổi sang số nhiều và một số các trường hợp đặc biệt thôi là các bạn có thể làm được bài này rất là dễ, đúng không ạ? Rồi chúng ta cùng nhau làm bài đầu tiên. Rồi, từ đầu tiên, từ cat. Từ này là một danh từ bình thường, vì vậy các bạn đổi sang số nhiều như thế nào nhỉ? Chỉ cần thêm gì? Sao ạ? Các bạn chỉ cần là xong, đúng không ạ? Cat. Chính xác. Từ tiếp theo, từ số 2 thì sao? Thêm gì? Thêm ad ạ. Thêm ad ạ. Dogs. Thêm ad nhá, chính xác. House như thế nào? Thêm ad ạ. Từ này chúng ta sẽ thêm ad cho phát âm là houses. Rất chính xác. Từ số 4 thêm gì? Thêm ad ạ. Từ này theo quy tắc danh từ tận cùng là chữ O thêm đuôi S. Được chưa? Chính xác. Từ số 5 nào? Thêm gì? Ad ạ. Tomatoes. Cũng tận cùng là chữ O, các bạn thêm S. Rất chính xác. Từ số 6 đổi thành Từ số 6 chúng ta đổi thành classes, thêm s, rất chính xác. Từ này tận cùng là hai chữ s, các bạn thêm s, classes, rất chính xác. Số 7 thì sao? Thêm s, các bạn thấy cùng là chữ x, gì đúng không ạ? Vì vậy các bạn thêm s, chúng ta đổi thành là boxes, rất chính xác. Số 8 là gì? CH, chúng ta sẽ có từ watches, đó chính xác. Từ số 9 này cũng thêm S bởi vì tận cùng là chữ SH, đúng không ạ? Chúng ta có từ bushes nhá, là cái bụi rậm đấy. Từ số 10 thì sao các bạn? Thêm S. Bạn nào từ này thêm S là sai. Từ này là đặc biệt, từ kilos các bạn chỉ cần thêm s thôi các bạn ạ. Đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Kilos chỉ cần thêm s thôi. Từ này là vì sao lại như thế? Bởi vì từ này thuộc từ mượn. Mà từ mượn trong tiếng Anh giống như từ radio, từ photos, video, vân vân. Đúng không ạ? Một số các từ khác nữa thì chỉ cần thêm s thôi. Tương tự như vậy từ số 11. Thêm s. Từ này đặc biệt chỉ cần thêm S, không phải S. Photos. Piano sao? Thêm S ạ. Từ này cũng đặc biệt. 13 nào? IES ạ. Dài. Dài. Thành nhắn thêm S, rất chính xác. IES ạ. 14. Cũng. Gọi IES ạ. IES ạ. Dài thành y ngắn thêm S, babies, đúng không ạ? 15. Đổi y thành y ngắn thêm s. Flies. Cũng đổi y dài thành y ngắn và thêm s. Được chưa? Tiếp theo. Từ số 16. Thêm s ạ. Thêm s ạ. Các bạn cũng thêm s, rất chính xác. 17. Nếu y là nguyên âm thì phải thêm s. Tận cùng là y dài, trước y dài là một nguyên âm thì chỉ cần thêm s.
Còn nếu trước y dài là một phụ âm thì các bạn đổi y dài thành y ngắn và thêm s. Được chưa ạ? Từ số 18 nào? VS. Từ này tân cùng là chữ S. Đúng không ạ? Tương tự vậy 19 cũng là VS. Là chính xác. Từ này đổi như nào? Men ạ. À, đổi A thành E. Foot. Thành Feet. Mouse đổi thành Mice. Child đổi thành Children. Sheep đổi thành Sheep các bạn giữ nguyên. Trong tiếng Anh có 3 từ các bạn hay gặp khi mà đổi sang số nhiều vẫn giữ nguyên. Chúng ta có từ sheep, từ deer và từ gì nữa? Fish, rất chính xác. Tiếp theo từ hero thì sao đây? Thêm gì? Hero. Được chưa? Là anh hùng, rất chính xác. Rồi. Bài số 2, các bạn lựa chọn một trong hai đáp án. Siêu dễ bài này. Câu số 1 nào? Đáp án là a lot of, đi với từ trees, a. Câu số 2, there are two a women. Từ này không là woman mà là women. Được chưa? Women. Được chưa? Câu 3 là a lot ạ. À, đeo kính ta sẽ phải dùng đáp án là a glasses, bởi vì kính nó có hai mắt kính. Được chưa? Nên chúng ta luôn dùng nó dạng số nhiều. Câu số 4, tôi không thích gì đây ạ? Mice. Các bạn mà lại thầy lại phải dùng đáp án là mice. Các bạn có biết vì sao không? Mouse còn bị có nếu như các bạn tinh ý, chúng ta chỉ cần nhìn ở đây là các bạn quan sát thấy này. Người ta nói rằng là I'm afraid of gì đấy? Them. Là dạng số nhiều đúng không ạ? Như vậy chúng ta cần phải một danh từ ở dạng số nhiều ở phía trước để tương ứng với từ them ở đây. Chính là từ mice. Được chưa các bạn? Không phải mouse. Không phải mouse. Mouse ở đây là số ít, một con chuột. Từ câu số 5 xin mời các bạn. A pair of jeans. A pair of jeans. Đúng rồi, quần bò người ta sẽ dùng từ jeans thêm s. Số 6. Anh ấy đã kết hôn và có hai người con. Hai người con dùng cái gì? Children. Dạ, số nhiều. Có một người phụ nữ trong ô tô cùng với hai người đàn ông. Rất chính xác. Bạn có bao nhiêu chìa khóa ở trong túi của bạn? Chìa khóa đi với how many? Rất chính xác. Câu 9. Tôi thích cái quần của bạn đấy. Bạn mua nó ở đâu? Từ Chargers. A mới là chính xác. Quần nó có hai ống nên thường nó sẽ phải ở dạng số nhiều. Các bạn hiểu không ạ? Nếu mà là Chargers bình thường nó là một cái ống quần. Đúng rồi. Không ai người ta mặc một cái ống quần bao giờ cả. Đúng không ạ? Câu số 10. Cái bộ đồ ngủ chúng ta chọn là gì? Pyjamas. Nói như này thực ra trong tiếng Anh người ta vẫn có thể dùng từ pyjama, không có s cũng được. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta dùng trường hợp mà không có s ấy, thì chính là cái bộ đồ ngủ mà các bạn thấy là nó dài từ trên xuống dưới ống chân. Các bạn có bao giờ thấy cái bộ đồ ngủ mà nó chỉ có thẳng tuột từ trên xuống dưới không, mà nó không có cái ống chân nữa, không có quần không? Có thấy cái bộ đồ ngủ đấy bao giờ không? Không ạ. Nhưng các bạn thấy rằng là cái bộ đồ ngủ thường ấy, nó sẽ có cả áo và quần. Được chưa? Cả áo và quần thì chúng ta sẽ dùng pyjamas. B. Rồi, câu số 3. Rồi, xin mời các bạn lựa chọn bài số 3. Chúng ta bắt đầu nhá. Tôi phải mua for breakfast. Mua cái gì? Đáp án là đây là một danh từ không đến được. Được chưa ạ? Rồi. Tiếp theo câu số
Câu tiếp theo ạ, câu số 2. Rất khó để tìm thấy một công việc ở chỗ. Đúng không ạ? Từ work là một danh từ không đếm được nên các bạn không thể dùng ở đây. Câu số 3. Cô ấy cho tôi một vài lời khuyên tốt. Chúng ta có từ advice là A bởi vì đây là danh từ không đếm được. Được chưa ạ? Nên không thể nào thêm S ở đây. Có cả sau một cái trước nữa. Ừ, câu số 4. Tôi rất xin lỗi vì đến muộn. Tôi có là sao ạ? Thì trouble tức là cái sự rắc rối. Và đương nhiên sự rắc rối thì đây là đếm được đâu. Danh từ không đếm được nên không cần thêm S. Câu số 5. Căn hộ thì hoàn toàn trống rỗng và họ không có bất kỳ một cái đồ đạc nào. Furniture là đồ nội thất và đồ nội thất là một danh từ không đếm được. Furniture. Furniture rất chính xác. Câu 6. Tôi muốn viết. Tôi cần gì ạ? Tôi cần giấy viết. Theo các bạn đâu là giấy viết? Nước không? À, giấy viết ở đây tính là writing paper. Khi chúng ta nói đến giấy viết tức là một danh từ không đếm được. Còn nếu từ paper là một danh từ đếm được thì nó có nghĩa là tờ báo các bạn nhá. Ở phía trên có nghĩa là tờ báo. Còn ở phía dưới là một danh từ không đếm được thì nó mới có nghĩa là giấy. Được chưa ạ? Các bạn thấy là danh từ đếm được hay không đếm được nó sẽ khác nhau. Câu số 7 nào, xin mời các bạn. Câu số 7 nó là Thời tiết là một danh từ không đếm được. Vì vậy đáp án là A. Được chưa ạ? Không có ơ ân gì hết. Câu 8. Khi mà ngọn lửa bắt. Bạn Khánh Nhi nhá, tắt mic đi giúp thầy nào. Không thì bật cam cho thầy xem nào. Khá là ồn đấy, nên thành ra là bạn nào mà không tiện thì tắt mic giúp thầy. Câu số 8, khi mà ngọn lửa bắt đầu thì có một cái sự hỗn độn, đúng không ạ? Chaos, ở đây là sự hỗn độn, theo các bạn đâu là đáp án đúng? Đáp án của chúng ta là A, các bạn ạ. Chaos, ở đây là một danh từ đếm được với ý nghĩa là sự hỗn độn, đúng không ạ? Sự, tức là mọi người chạy nháo nhá. Hỗn loạn. Hỗn loạn, rất chính xác. Complete. Chaos. Câu số 9. Tôi muốn đọc một số thứ gì. Tôi muốn một cái gì đó để đọc. Bạn Vũ Hoàng Minh không ấn lung tung nhá. Không là sao lại cứ phải yêu cầu control screen của thầy. Không ấn linh tinh đâu nhá. Ủa, có phải con đó. Thế à, thầy thấy bạn nó cứ hiện lên trên như thế. Rồi câu số 9 nào. Tôi muốn một số thứ gì đó đọc. Và tôi sẽ muốn. A là sai. Thầy vừa mới giải thích với các bạn là nếu là danh từ không đếm được, paper nghĩa là giấy. Còn nếu là danh từ đếm được, nó có nghĩa là tờ báo. Như vậy thì phải tôi sẽ mua một tờ báo để đọc chứ. Đúng không ạ? Như vậy đáp án của chúng ta phải là B, a paper mới đúng. Nha. Câu số 10. Câu số 10, bad news là danh từ được. Thì động từ chúng ta phải chia số ít để suy nghĩ. Lại đến lượt bạn Nghĩa nhở. Bạn Nghĩa tắt mic đi giúp thầy được không? Câu số 10. Bad news. Theo các bạn danh từ không đếm được chúng ta chọn đáp án gì? À, bad news. Danh từ không đếm được thì luôn kết hợp với động từ dạng số ít các bạn nhá. Đáp án là B. Doesn't. Đấy chính xác. Đúng không ạ? Các bạn lưu ý cho thầy là danh từ không đếm được thì với động từ ở dạng số ít luôn luôn là như vậy. Được chưa ạ? Cái này thầy đã nhắc các bạn rất là nhiều lần rồi nên bạn nào không nhớ thì cần xem lại ngay. Được chưa? Câu số 4, đây là một cái cụm từ đúng không ạ? Nào, thứ nhất chúng ta có a piece of advice. A piece of advice. Một cái lời khuyên các bạn sẽ có từ a piece of advice. Câu số 2. About a bar of chocolate. Rồi, một cái thanh sô-cô-la. A cup of tea. A cup of gì? Nào, từ nào chúng ta nhìn rồi chúng ta xóa nó đi.
Advice chocolate. A cup of tea. Rất chính xác. A bottle of lemonade. Bạn Triệu Bùi. Nào bạn Triệu Bùi tắt ngay mic đi cho thầy nhá, đừng có bật mic lên nữa nhá. Bùi chứ nhỉ? Về giống của ông. Phải con đâu thầy. Bạn mà tên là Triều Bùi cơ, không biết là bạn nào. Nhưng đi khi đồng kẻ này đã không biết rồi. Nào Mai Thu Giang, tắt mic đi nào. Rồi, câu tiếp theo. Xin mời các bạn. A barrel of orange. Các bạn thấy rằng là một thùng dầu chúng ta sẽ dùng. Một thùng dầu. Tiếp theo xin mời các bạn. Câu a game of gì? Tennis. A game of tennis. Được chưa? Câu tiếp theo a packet of A packet of rice. Rất chính xác. Rồi, chúng ta loại đi được khá khá rồi, chúng ta còn một vài cái thôi. A glass of một cốc gì? Milk. Đúng không ạ? Rất chính xác. Và một a slice of meat. A jar of jam. Đúng rồi, và đương nhiên một hũ mứt chúng ta có a jar of jam. Rất chính xác. Được chưa ạ? Ok. Yeah, đây là một số các cái cụm danh từ kết hợp với các danh từ không đếm được. Tiếp theo mời các bạn điền bài số 5 và các bạn phải sử dụng ơ ân nếu cần thiết, được chưa? Câu số 1 nào, đó không phải là lỗi của bạn và đó là một ấn An accident. Đúng ạ. Listen. Câu số 2, hãy nghe đi. Bạn có thể nghe được gì ạ? Fashion. Music. Bạn có thể nghe được âm nhạc hay không? Music. Đúng ạ, rất chính xác. Tiếp theo, đâu rồi music, đâu rồi chúng ta sẽ gạch đi. Câu số 3, tôi không thể vào được nhà bởi vì tôi không có gì? Key. Chúng ta phải dùng a key, đúng ạ. Rồi, chỗ này các bạn bắt buộc phải dùng a và ân rồi. Câu số 4, hôm nay rất là ấm, tại sao bạn lại mặc gì đấy ạ? Wearing a coat. Tại sao mặc áo khoác, đúng không ạ? Rất chính xác. Chỗ này bạn phải dùng nhá. Câu số 5, do you take gì? Sugar, đúng không ạ? Sugar in your coffee. Bạn có cho đường vào trong cà phê của mình không? Câu số 6, bạn có nói không? Would you like cái gì đấy? Biscuit. Đúng ạ. Bạn có muốn ăn một cái bánh quy không? A biscuit. Yeah, chỗ này các bạn phải có vào đây. Câu số 8, cuộc sống của chúng tôi rất là khó khăn nếu như không có gì ạ? Electricity, đúng ạ. Nếu như không có điện thì cuộc sống rất là khó khăn các bạn nhá. Câu số 8, tôi không gọi điện thoại cho họ, tôi viết gì? I wrote a letter. Thay vào đó, đúng ạ. Nhớ là phải có ở đây nhá, một bức thư. Câu số 9, The heart. Trái tim làm sao đây ạ? Bơm. Blood. Từ này không đọc là blood mà chúng ta đọc là blood. Các bạn lưu là chữ blood. Hai chữ o này được phát âm như dấu mũ âm á, blood. Tức là máu, đúng không ạ? Blood. Cơ thể blood. Được chưa ạ? Yeah. Câu tiếp theo, câu số 10. Xin lỗi, tôi có thể hỏi bạn A question. Rất chính xác, một câu hỏi được không? Chỗ này các bạn bắt buộc phải có từ ở đây. Được chưa? Nó là dạng danh từ số ít rồi. Câu số 11, tôi vẫn chưa sẵn sàng, bạn có thể đợi. Moment.
Wait a moment. Rất chính xác, đợi một chút đúng không ạ? Như vậy phải có a cộng với từ moment với ý nghĩa là một chút. Và tiếp theo, chúng tôi không thể decision hơn nữa và decision. Chúng tôi phải là sao? A decision. Tức là cái sự gì? À, chúng ta phải làm sao ạ? À, đưa ra một cái quyết định sớm thôi. Được chưa? Make a decision. Yeah. Tiếp theo, mời các bạn điền a, an, some, rồi any, little, vân vân. Cái nào các bạn thấy hợp lý điền vào đây? Câu số 1 nào? Giáo viên là một người phụ nữ mà chân thành đến mức là mà tất cả học sinh đều đánh giá rất là cao. Các bạn điền gì vào đây? Honest woman. Các bạn lưu ý từ honest là một âm câm, nên thành ra là chúng ta phải dùng cái chữ H này là một âm câm, tức là chúng ta không phát âm, mà chúng ta phát âm bắt đầu từ honest, được không ạ? Và đã là âm câm như thế này, nó giống như từ hour ấy, các bạn sẽ dùng với an hour, an honest, được chưa ạ? Câu số 2 nào. Sao mọi ạ? Thứ trở nên rất là trẻ, à, rất là rẻ. Cái gì mà từ things ở dạng số nhiều đây ạ? Chúng ta dùng là a lot of things. Rất nhiều thứ đã trở nên làm sao ạ? Rẻ hơn rồi, đúng không ạ? Câu số 3. Some chưa nói được mức độ, chúng ta phải dùng a lot of. Rất nhiều voi, đúng không ạ? Đã bị săn bắn trong vòng 3 năm qua. Câu số 4. Gió làm sao đây? Windy, đây là tên người, xin lỗi các bạn. Windy đã mua gì đấy ạ? Một căn nhà mới, đúng không ạ? A new house. Đằng sau nhà tôi, bố mẹ của anh ấy. Và câu 5 thì sao ạ? There is some water. Chúng ta có thể điền rất nhiều đáp án. Nếu các bạn cho rằng là còn một chút, chúng ta điền some, đúng không ạ? À, còn nếu chúng ta với ý nghĩa là còn rất ít, hầu như không, chúng ta điền từ little. Được chưa? Rồi, một trong hai đáp án các bạn có thể điền. Rồi, câu số 7 này. Một cái giày da, chúng ta chọn giày da đâu? Leather shoe. Đúng ạ, leather shoe là cái giày da. Được chưa? Từ số 2. Đây là cái cây trồng của mẹ vợ. Mẹ vợ chúng ta có cụm từ gì? Mother-in-law. Và chúng ta thấy là sở hữu của từ mother-in-law nó nằm ở đâu? D. Đúng rồi, mothers. Phẩy S ở đây nha, còn in-law ở đây nó chỉ là bổ nghĩa đằng sau thôi. Đó là D. Câu số 3. Giày của phụ nữ thì luôn luôn có rất nhiều các loại khác nhau. Women's shoes. Câu số 4. Cái cốc mà để đựng bia, người ta gọi là cốc bia đâu? Glass of beer. Người ta gọi là cốc bia. Để chưa? Cốc bia. Câu số 5. Con ngựa ấy mà để chạy cho các cái giải đấu thì được gọi là ngựa đua đâu? Horse race. Thì mới là ngựa đua. Được chưa? Race horse là ngựa đua. Câu số 6. Bàn mà được sử dụng để viết thì người ta gọi là? A writing table. Các bạn lưu ý cho thầy này, khi mà danh từ chúng ta học cái cụm từ Oshascom rồi, thứ tự của tính từ rồi, các bạn thấy rằng là một động từ thường ở dạng verb in rồi bổ nghĩa cho một danh từ, được chưa ạ? Ví dụ như là cái vật này dùng để làm gì chẳng hạn như thế, chúng ta sẽ có là gì ạ? A writing table, được chưa ạ? Cái bàn dùng để viết, tức là các bạn dùng để cái bàn đó để viết chữ thì chúng ta có a writing table. Hay là các bạn thấy rằng là cái máy mà dùng để giặt thì chúng ta có cái máy giặt, đúng không ạ? Và chúng ta có máy giặt là từ gì?
Washing machine. À, a washing machine, đúng không ạ? Như vậy. A washing machine. Các bạn thấy là từ washing nó cũng ở dạng verb in, được không ạ? Thế cái máy mà để rửa bát đĩa là cái gì? Dish gì? A dish washing machine. Được chưa? Nhá. Thế thì tóm lại là trước danh từ cộng với một verb in dùng để nói về mục đích của cái vật đó, mục đích sử dụng của vật đó, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta có cái ví dụ như đáp án là đi. Các bạn lưu ý cái trường hợp số 6 này cho thầy nhá. Câu số 7 nào. Họ là những giáo sư nữ. À, nữ giáo sư đâu ạ? She. She, chúng ta có women professor. Người ta gọi là giáo sư nữ nhá. Thực ra thì người ta không anh người ta nói là women professor đâu, mà trên thực tế người ta hay nói là female professors hoặc là male hoặc là female professors. Không ai người ta nói là women đâu, chẳng qua cái bài này nó thuộc về ngữ pháp, nó đố các bạn thôi nhá. Câu số 8 xin mời các bạn. We have got a lot of exercise. Dạ. Câu số 9. Họ muốn dành cuối tuần ở nhà gì? Nhà của gì đâu? Their aunt's house. Sai. Bạn nào mà chọn C là sai. Nếu như đáp án C mà đúng thì nó từ aunt nó phải như thế nào các bạn nhỉ? Phải phải. Mới đúng. Nhưng đáp án của chúng ta ở đây là A. Các bạn lưu ý cho thầy là at, they aren't. Phẩy S như thế này đồng nghĩa với việc at, they aren't house. Các bạn lưu ý nhá. À, trường hợp này nghĩa tương đương. Chứ không cần phải có từ house ở đây. Khi người ta phẩy S như thế này, người nghe người ta sẽ hiểu rằng là ở nhà của gì rồi. Thì đây là một cái trường hợp cũng khá là đặc biệt. Được chưa ạ? Các bạn lưu ý nhá. Còn nếu bạn nào chọn đáp án C thì đáp án đúng nó phải là on, phải S như này cơ. Nó mới đúng. Đấy, thì trường hợp này đã bị các bạn đã bị lừa. Được chưa ạ? Câu số 10. Cái tay, cái cán dao, người ta gọi cái cán của cái dao đâu ạ? Cán dao đâu? Đáp án là gì? A. A không đúng. Không bao giờ. D. Chúng ta phải chọn đáp án là D. Các bạn lưu ý này. Lưu ý là vật không bao giờ. Không bao giờ theo kiểu là danh từ phẩy, danh từ như này đâu nhá. Danh từ này mà danh từ là cả hai đều là vật, người ta không bao giờ người ta dùng như thế. Được chưa ạ? Không bao giờ người ta dùng như thế. Nhá? Sai luôn. Mà trong trường hợp này, người ta phải biến nó thành danh từ cộng danh từ. Danh từ 1 bổ nghĩa cho danh từ 2. Giống như cái câu số 10 này, các bạn phải lưu ý cho thầy này. Câu số 10 các bạn phải lưu ý này. Đó là gì? Danh từ không bao giờ sở hữu danh từ, mà nó phải là danh từ cộng với danh từ để bổ nghĩa cho nhau. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có là cái cán của cái dao. Chúng ta có từ knife handled, chứ không bao giờ có chuyện là knives phẩy handled. Được chưa ạ? Nếu danh từ 1 là từ chỉ người cơ thì nó mới sở hữu được. Nhá. Đấy, thì cái này bài tập này nó khá là nâng cao. Cái câu số 10 này các bạn về xem lại cho thầy. Rồi xin mời các bạn bài số 8 nào. Cái bài này cũng rất là dễ thôi. Thời gian mà một người đi ngủ thì gọi là cái gì? Bedtime. Các bạn biết liền mà là được. Rất chính xác. Từ tiếp theo, một cái hành lang đi bộ người ta gọi là cái gì? Sidewalk. Đúng ạ, sidewalk. Đúng rồi. Một cái máy dùng để rửa bát đĩa gọi là dish gì? Washing machine. Đúng ạ. Intense sorrow tức là buồn rầu này. Rồi sự chán nản, người ta gọi là heart. Heart gì? Broke gì? Broken. Đau tim, đúng ạ, đau tim. Đây không phải là nghĩa gốc, không phải là cái nghĩa tim của chúng ta bị đau, mà người ta nói đến cảm xúc. Được chưa ạ? À, tức là rất là thất vọng, buồn chán. Yeah, thì người ta gọi là heartbroken. Câu số 5 nào. Một ngày nghỉ mà được, tức là cái ngày nghỉ đó của cái cặp đôi mới cưới, người ta gọi honey gì? Tuần trăng mật ý. Honeymoon. Honeymoon.
moon. À, đây là tuần trăng mật. Được chưa ạ? Rồi. Mời các bạn lựa chọn đáp án bài số 9. Ở under là câu số 1. By ở gần biển. Chúng ta chọn by gì ạ? The sea. By the sea là ở gần biển. Đúng không ạ? Ở gần biển. Được chưa ạ? Từ số 2. Dành hầu hết thời gian cuộc đời ở trên biển. Trên biển chúng ta có cụm từ at sea. Không điền cái gì các bạn ạ? At sea ở đây tức là ở trên biển nhá. Chúng ta lại không cần điền một giới từ, bởi vì đây là một cụm từ rồi. Đây là trên biển. Đấy, lại không cần mạo từ. Được chưa ạ? Còn gần biển thì chúng ta lại cần mạo từ. Tiếp theo ạ, có hàng triệu ngôi sao trên gì ạ? Trên cái không gian. Space. Đúng rồi. Từ số câu số 4. Anh ta cố gắng đỗ xe ô tô của mình nhưng khoảng trống không đủ lớn, không đủ rộng. Khoảng the trống space. Này, chỗ nào rồi? Nên các bạn chọn the space. Đó, chính xác. Câu số 5. Chúng tôi thường xem TV. Watch. Không điền gì ạ? Watch TV. Không cần điền gì. Đó, chính xác. Nhưng tắt TV thì sao? Turn off the TV. Rất chính xác. Chỗ này chúng ta xác định được cái TV nào rồi, nên các bạn sẽ phải chọn tờ TV. Được chưa? Còn ở câu số 5, watch TV, đây là một cái cụm người ta cụm thường nói, nên thành ra người ta không cần phải mạo từ gì hết. Câu số 7 nào, ăn tối, hết. Không điền gì. Hết ở dinner. Đúng rồi, các cái bữa ăn thì chúng ta không điền gì đâu, đúng không ạ? Chúng ta nói là have breakfast, have lunch and have dinner. Không cần điền mạo từ gì hết. We had a meal. Câu số 8, chúng tôi có một bữa ăn ở nhà hàng. Chỗ này chúng ta phải chọn là a meal. Rất chính xác. Câu 9, xin cảm ơn, đó là một bữa trưa rất là ngon. Một bữa ăn chúng ta chọn là đúng ạ. Câu số 10. Mọi người có thể mua mọi thứ họ cần ở đâu? À, chúng ta không xác định một đối tượng nào cả. Vì vậy các bạn chọn people, không cần mạo từ. Được chưa ạ? Câu số 11 nào, ở một châu lục có cần mạo từ không? Châu Âu, châu Mỹ, châu Á, không cần mạo từ. Chính xác. Câu số 12, chuyên ngành gì đó, majors, có cần mạo từ không? Không. Các bạn lưu ý đây là cái động từ major in something. Người ta gọi là gì ạ? Chuyên môn hay là chuyên ngành gì đó thì chúng ta cộng với một something. Thì từ major đi chính là động từ các bạn ạ. Nên chúng ta có là to major in something. Được chưa ạ? Chuyên môn, chuyên ngành gì đó. Rồi. Các bạn mà không kịp ghi thì các bạn thầy sẽ gửi lại cái đường cái file đáp án này, sau đó các bạn take note vào nhá. Sau này đề phòng những cái cụm từ mà thầy take note như này sẽ xuất hiện trong bài thi. Được chưa? Nên là phải chịu khó ghi nhớ. Câu số 13, Mark Twain là một nhà văn người Mỹ. Đâu ạ? Một nhà văn người Mỹ. Đúng ạ. Rất chính xác. Câu số 4, Paris rất là lung linh huyền ảo, rất là hoành tráng về ban đêm, by the night. Không cần mạo từ gì cả, đúng không? Chính xác. No. Câu số 15, có từ chỉ thứ tự the last, the first, vân vân, cần mạo từ gì? Cần mạo từ the chỉ số thứ tự. Số 16, cái lưỡi dao mà đã được sử dụng rồi ấy, thì là một thứ rất là vô dụng. Đáp án là the. Chúng ta sẽ phải là a used razor blade. It's a useless thing. Các bạn có biết vì sao chỗ này thầy lại điền a mà không phải điền an không? Tại sao? Useless thì nó âm mà. Rồi, một bạn phát hiện ra. Rồi, các bạn phát hiện ra rất chính xác rồi.
Các bạn thấy rằng là từ use ở đây khi phiên âm của nó ấy, nó là như chữ này. Đúng không ạ? Nó là cái chữ you này. Như vậy trong tiếng Anh từ nào mà được phát âm là you ấy, thì người ta phải dùng là a use gì đó, chứ người ta không dùng là unused. Đúng không ạ? Như vậy cái hai cái trường hợp này đều phải dùng a. Yeah. Câu số 17. Nào, các bạn nhìn thấy từ chỉ số thứ tự chưa ạ? Nhìn thấy từ third ở đây chưa? Đáp án là gì luôn? Đáp án là Câu 18. Một cuốn tiểu thuyết thú vị đâu ạ? Uninteresting novel. Rồi câu 19, nhìn thấy câu so sánh chưa ạ? So sánh hơn nhất có từ best. The best film, rất chính xác. Câu tiếp theo, câu 20 tương tự như vậy. Một phương tiện, từ means ở đây có nghĩa là phương tiện, nó là một danh từ đếm được. Nên là một danh từ đếm được, chúng ta dùng a useful. Thầy đã giải thích bạn vì sao dùng a ở phía trên rồi. Câu 10. Bài 10, câu 1. Go to school. Giáo viên của con trai a là sai rồi. Các bạn đã phân biệt được khi nào the, khi nào không dùng the chứ? The school. Đáp án phải là the school. Bà Lan này có phải đến trường để đi học không các bạn? Không, đến trường để gặp giáo viên của con trai cơ mà. Nếu như đến trường để đi học thì các bạn dùng là go to school, không dùng the. Còn đến trường để làm một việc khác, đến trường với tư cách là khách, thì các bạn phải dùng the. Các bạn có nhìn thấy người ta nói rất rõ mục đích đến trường để gặp giáo viên của con trai đi không ạ? Chỗ này các bạn xem lại ngay cho thầy phần mạo từ nhá. Thầy đã dạy các bạn phần mạo từ khi dùng, khi nào dùng the và khi nào không dùng the rồi. Tương tự như vậy câu số 2, nhanh lên. Có dùng the hay không dùng the nào? The. Dùng the là chính xác. The. Là đến the. Nhà thờ để cầu nguyện không? Không. Không. Đến nhà thờ để làm ông gì? Ông đi đến nhà thờ để sửa chữa cái nhà. Đến nhà thờ để cầu nguyện thì các bạn chỉ cần nói là go to church. Còn đến nhà thờ với mục đích khác, không phải để cầu nguyện, thì các bạn phải dùng the church. Đấy, tương tự như vậy câu 3 nào. The brother. Carol này có phải là bị đi tù không? Hay là đến tù để làm việc khác? Đi tù để gặp lại. Đến tù để thăm anh trai chứ không phải là cô này bị đi tù. Cô này mà bị đi tù thì các bạn không cần dùng the. Đúng không ạ? Go to prison luôn. Nhưng đây trường hợp này là đi đến tù để gặp anh trai. Với mục đích khác các bạn phải dùng the. Câu số 4. Sáng nay thì tôi có mua một tờ báo và một tờ tạp chí. Tờ báo thì ở đây rồi nhưng tôi không biết tờ tạp chí ở đâu. Cả hai đã được nhắc đến lần thứ hai. Các bạn đều phải dùng tờ. Đấy, lần một người ta nhắc đến a newspaper và a magazine rồi. Lần thứ hai nhắc các bạn sẽ phải dùng tờ. Câu 5. Chế quá rồi. Nhắc đến lần đầu tiên các bạn dùng và Câu 6 nào. We live in a big đúng rồi. Các bạn thấy cái cụm từ the middle of, cái này cụm này là các bạn rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Ở giữa luôn luôn phải dùng the. Còn đây là a big house, được chưa ạ? Câu 7 nào. Big house. I'm looking for. Tôi đang tìm kiếm một job. Và job. Mary đã nhận được công việc ở phía sau người ta đã xác định rồi. Nên các bạn dùng Câu 8. Nào, lực lượng cảnh sát công an thì luôn luôn phải dùng cái gì? The police. Luôn luôn phải dùng gì đối với lực lượng cảnh sát công an? The. The đúng rồi. Và các bạn thấy người mà ăn trộm xe đạp của bạn. Như vậy người này đã là đối tượng nào rồi? Nên chúng ta cũng
đã xác định rồi mà đối tượng đã xác định rồi chúng ta dùng the. Như vậy đáp án là B, the cả hai vế. Câu 9, ra ngoài ăn tối, go out for a meal. Nhà hàng chúng tôi đến rất là ngon. Nhà hàng này đã xác định chưa? Rồi, như vậy đáp án là C, đúng ạ, a và the. Câu 10. Tôi nhìn thấy một tờ trị giá, một tờ tiền trị giá 10 đô. Trên vỉa hè on gì? On the pavement. Đáp án là C. Được chưa? Tương tự như thế, câu số 11. Đáp án của chúng ta là the first, từ chỉ số thứ tư, đúng không ạ? Bắt buộc phải có the, được chưa? Còn không gian thì không cần. Câu 12. On TV không cần mạo từ, nhưng ở rạp chiếu phim thì phải cần mạo từ. 13. After lunch. Đáp án là C. After lunch và by the sea. Thầy vừa nói với các bạn by the sea ở đây tức là dọc theo đường bờ biển, ở gần biển, được chưa? 14. Peru là một quốc gia ở phía Nam Mỹ và thủ đô của nước đó là Lima. Như vậy một quốc gia có country và thủ đô là thủ đô của Peru này là đã xác định rồi chúng ta. Như vậy đáp án B. 15 nào. Listen to cụm rồi. The radio. 16. Đó là một ngày tuyệt đẹp. Mặt trời sự duy nhất chúng ta dùng the sun. Đúng không? Ôi, ai dùng the sun? The sun. In gì? In the sun. Đáp án là C. Người ta nói rằng là Robin Hood cướp của người giàu và chia tiền cho người nghèo. Người giàu, người nghèo dùng cái gì? Các bạn học rồi, thầy đã dạy các bạn rồi. The cộng tính từ để chỉ một nhóm người có chung đặc điểm, đúng không ạ? The rich, the poor, người giàu, người nghèo. Tương tự như vậy, người thất nghiệp đó ạ, số 18. Cũng là unemployed. Đây là người thất nghiệp. Đây là tính từ, được chưa? 19. Tương tự như thế, the cộng tính từ người chết đây này. Cơ thể của người chết đây này. Đúng không ạ? The dead. Được chưa ạ? 20. Người ốm đây này. Yếu đâu? The sick. Đâu ạ? Người ốm yếu, the sick. Rất chính xác. Ôi, bài 11 nữa à? Dài thế. Vẫn còn à? Dài quá. Các bạn làm nhanh lên nhá. Bài 11 nào? Không người ạ, đến bài 12 là hết rồi thầy. Xin mời các bạn bài 11. The train comes on Sunday. Câu 2. You can eat a rail card. Tức là một cái thẻ đi tàu ở hầu hết các quốc gia ở châu Âu. Và the đáp án là C. Câu 3. Máy bay của chúng tôi tới Hà Nội lúc 2 giờ có cần mạo từ gì không? Không ạ, không có. Đáp án là no. Câu 4. Chú gì của tôi sống trong
một thị trấn nhỏ ở nước Mỹ. Nước Mỹ luôn luôn dùng the, đúng chứ các bạn? And the. Câu 5. Sự hạnh phúc đồng nghĩa với việc là những thứ khác nhau đối với những người khác nhau. Hạnh phúc là có ý nghĩa khác nhau với những người khác nhau. The happiness. Ôi dồi ôi, danh từ trừu tượng không đếm được. Chúng ta không điền gì cả. C. Đáp án là C. Được chưa? Câu 6. Tôi nằm trên mặt đất. On mà có danh từ phải đi với. Và the ground. At the sky. Được chưa? Đáp án D. Câu 7. Tôi xem một bộ phim bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi thì hiểu câu chuyện đấy, nhưng mà diễn viên nói nhanh quá tôi không hiểu. I understood. The story. Câu chuyện này chính là câu chuyện của bộ phim, đúng không ạ? Và diễn viên cũng là diễn viên của bộ phim. Câu 8. Did you have... Bạn có một kỳ nghỉ. A nice day. The best. Đúng chưa? Câu 9. Anh ấy dành một phần buổi chiều để kể cho họ về tin tức mà anh ấy không thể nói được bằng điện thoại. Đáp án là Afternoon. The news, đây tin tức là đã xác định rồi. Còn by telephone, đây là cụm từ không cần. Câu 10. 8 giờ là thời gian tuyệt vời để gọi cho Nick. Anh ấy lúc nào cũng có ở nhà vào buổi tối. It's a good time in the evening. Nào là B. Câu 11. Does it take... Cụm từ gì? Và trung tâm thành phố luôn phải có mạo từ gì phía trước? The city center. Đáp án là C. Câu 12. Bạn nghĩ gì về phương tiện giao thông public transport in Hà Nội? À, đáp án là gì ạ? Đáp án là D. The public transport ở đây là đã Là phương tiện công cộng giao thông công cộng đã được xác định rồi ở đâu đó ở Hà Nội, được chưa ạ? Câu số 13. Đỗ xe ở đây thì rất là khó. Trung tâm thành phố thì vừa nói là the city center và go by by bus. Đó là Câu 14. Không có một cái sân bay gần nơi tôi sống. Sân bay gần nhất là cách xa 70 dặm. Đáp án là Câu 15. Đây là từ chỉ nghề nghiệp, bắt buộc phải có ơ hoặc gì. Câu 15 rồi mà. Đúng ạ. David is a sailor. Và spend at the đúng ạ, đáp án là B. Rồi. Nào, chúng ta còn 25 câu phát âm là SS. Xin mời các bạn làm nốt nha. Bài này rất là dễ. Bài này quy tắc phát âm SS. Câu số 1, chọn luôn đáp án cho thầy. Đáp án là gì? Câu 1, đáp án là B. Quan sát. Trước chữ S là chữ GH, phát âm là F. Phát âm P và phát âm P cùng nhóm. Đúng ạ. Nhưng riêng trường hợp B, sings, phát âm là Z. Câu 2 là gì? Câu 2 là B. Trước chữ S là chữ T. Đúng ạ. Còn lại các đuôi khác cùng một nhóm. Câu 3. Đi. Rất chính xác. Trước chữ S là chữ Y dài, phát âm là Z. Còn lại phát âm là S. Câu 4. Đi. Trước đuôi S là chữ V, phát âm là Z. Còn lại trước đuôi S là các chữ C, E, S, H, phát âm là EZ. Wishes, practices và introduces. Được chưa? EZ.
Tương tự vậy câu 5. E. E, potato. E. Z, đúng không? Potato. Câu 6. Cái là E, Z. D. D. Nhìn ngay phía đuôi là biết ngay đáp án là D. D. Phát âm là Z. Đúng không ạ? Z, còn lại phát âm là S. Câu 7 nào tương tự thế? B. Oh, B, chính xác. Books phát âm là S, bởi vì phía trước chữ S là chữ K. Đúng ạ? Còn lại phát âm là Z. Câu 9. À câu 8 xin lỗi các bạn. D. Câu 8 đáp án là D. Trước S là chữ L, các bạn phát âm là Z, còn lại phát âm là S, bởi vì K, P, T cùng một nhóm mà. Đúng ạ? Câu 9. C. Trước chữ S là chữ T, thuộc nhóm phát âm là S, còn lại thuộc nhóm phát âm là Z. Câu 10. A. Có phải A không? B. B mới chính xác. E. Trước chữ S là chữ P, đây thuộc nhóm phát âm là S, còn lại thuộc nhóm phát âm là Z. Câu 11. D. Câu 11 đáp án là gì ạ? C. C. Được chưa? Rồi, C phát âm là EZ, còn lại phát âm là S. 12. C. C. 12 đáp án là C, đúng rồi. Trước chữ S là chữ T, phát âm là S, còn lại phát âm là Z. 13. D. Chưa đúng. À, đáp án của chúng ta là A. Many chits. Cái này đọc là EZ. Yes. Bạn Thùy Dương tắt mic giúp thầy nhá, nhà rất ồn. Từ này phát âm là EZ, được chưa? Còn lại nhá, từ love, GH là chữ F, đúng không ạ? Rồi, đây cũng là chữ F và đây là chữ K. Như vậy, từ có tận cùng là các chữ F và K thuộc cùng một nhóm, nhưng riêng trường hợp câu A, chúng ta phát âm là Manitrix, đúng không ạ? Đáp án là A. 14. C. Không phải gửi lại. Gì? Không phải. 14 đáp án là gì ạ? Đi. Oranges. Experiences. Đáp án là D. Phát âm là Z, còn lại phát âm là EZ. Được chưa ạ? Bởi vì các đuôi SH, GE, CE đều phát âm là EZ. Nhưng riêng trường hợp D đứng trước ES là chữ R phát âm là Z. Câu 15. D. 15 D rất chính xác, có tận cùng D. Là chữ T đây rồi. 16. D nốt chính xác. D nốt. 17 dễ nhìn rồi, 17 rất dễ. B. 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 18 cũng rất dễ nhìn. B. C à không? B. Trước chữ S là chữ T. 19. Dễ quá rồi. Đâu rồi nhỉ? D. D. 20. Rất dễ nhìn tiếp. Pens. À, pens. Âm Z còn lại âm S. 21. C. C. Đó là C, rất tốt. Rồi, các bạn đã rất là quen thuộc rồi. Phát âm là S, còn lại phát âm là EZ. Chính xác. 22. D. D. C. 22 là D. D. C. D. Phía trước chữ S là chữ T, chính xác. Còn lại phát âm Z. 23. C. C. Oh, rất tốt. C. Trước S là E, C, E. Đúng ạ, phát âm là E, Z. Dances. Còn lại là Z. 24. A. 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 Cùng là chữ T đúng không? Là đọc là S. Và 25. C. 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 Đúng rồi, các bạn làm rất là tốt rồi đấy. Như vậy thì các bạn thấy là cái bài hôm nay thì giới thiệu xong với các bạn một cái chuyên đề rất dễ nhưng mà lại dễ sai, liên quan đến danh từ, mạo từ. Thế thì ở nhà bạn nào mà còn chưa hiểu thì các bạn có thể nhắn tin, comment, nhắn tin cho thầy hay thế nào đấy tùy các bạn, miễn là liên hệ để thầy giải đáp được.
Đúng ạ. Còn bạn nào chưa kịp chữa và chép đáp án thì xin mời các bạn về xem lại video clip và thầy sẽ gửi lại cái file đáp án này. Được chưa? Rồi, chúc các bạn học tốt. Chúng ta sẽ gặp nhau vào tuần sau với cái chuyên đề liên quan đến thi. Được không ạ? Rồi, bye bye. Chào thầy. Chào thầy. Bye teacher. Bye mọi người.